Và hello chào mọi người nha. Thì hôm nay á, thì mình sẽ tập chơi Free Fire để trở thành một pro player đó mà. Ok, mua cây súng lục nha các bạn. Đây là chế độ tự chiến để mình luyện tay các bạn. Tại vì đấu tranh thì mình chưa quen tay cho lắm. Đó, bây giờ mình sẽ nhảy lên nóc nhà các bạn. Ở đây mình thấy vui lắm bạn. Nhảy lên. Ok, ây da. Tại sao lại dơ cái mồng mặt của ta đó hả? Tiệt là quá đáng quá đi. Mình thấy các bạn vuốt tâm khá là đỉnh luôn các bạn. Mà mình chưa học được chiêu này. Về sau mình sẽ cố gắng học vuốt tâm đỉnh nhất các bạn cho bạn xem nha. Đây bên này có thằng này các bạn. Để chế. Chế xử nó cho. Anh em đâu? Lên. Đây. Trời ơi quá trời con nhạn nữa các bạn. Có một đứa ở sau cái con khó. Để mình bắn nó. Không gì cả. Ba đứa đang hay luôn mày. Ba bốn đứa gì đây. Rồi nhảy qua. À có người chết. Bắn. Trời ơi nó chạy rồi. Trời ơi quỷ thần ơi. Sao mình dở vậy trời. Biết vậy để cho cứu xong mình báo chết thằng vừa cứu xong ha. Ăn mạng được cứu thằng bổ. Này còn thằng cuối. Để tôi lo. Anh em đứng đó nhìn thôi. À thằng này yếu rồi. Đang hư máu này. Chết rồi kia. Một không nghiêng về nam thằng dê lóc. Ok tới hiệp 2 các bạn. Một cây UMB nha. Mình thấy cây này cũng mạnh đấy. Mình vẫn chưa biết rõ là trong này là cây nào mạnh cây nào bán. Mình thấy cây nào bắn ổn tay thì mình lấy thôi các bạn. Giờ mình sẽ luồn vô đằng sau bắn cho nó. Ok. Tại vì hình như mình đang chuỗi thắng rồi. Nếu như thắng những này được lên 2 sao các bạn. Phải ráng thắng. Đây này có thằng bên đây. Để Tuấn lo. Ây da nấp vô rồi. Ok. Lò đâu ra. Bùm. Trời ơi. Không lò đâu ra thì cứ bắn. Trời ơi. Dạ. Do cơ thể mình hơi yếu nên mình giờ mình hít đất thôi các bạn. Để giảng sâu mình chơi lại tôi nói nha các bạn. Trời ơi thua rồi các bạn. Thôi mới rau hai thôi. Không sao. Đây, giờ một cây nào ta? Cây này hình như nhiều đạn nè các bạn. Đúng không? Ok. Ui 70 đạn luôn hả? Bình thường hình như 50 đạn mà. Rồi mua cây này hết tiền luôn các bạn. Trời ơi không còn cái mũ luôn. Cái này tôi bắn theo cảm tính nha mấy bạn. Có gì đừng có chê tôi bắn dở nha. Trời chết bản luôn. Đây, để theo tụi này. Mình phải người dẫn đầu các bạn ạ. Thằng nào bước ra đây, anh biểu. Đây này chắc tụi nó trên này các bạn. Giờ lên kia chết rồi. À mày đây. Chết rồi chứ. First blood. Vô tay năm thằng dây lóc rồi. Không có thằng nào sống sót đâu. Đây. Đó. Vô đầu nha các bạn. Ok, để mình chạy qua đây coi còn anh em ta. Hình như còn một cái thằng ở trong đây nè các bạn. Rồi, chắc chắc như mình có thằng luôn. Đây, núp hả mày.
Một viên ơi, ké rồi. Trời ơi, thôi lú lú. Nhanh thế nhờ. Rút đồ các bạn. Ok. Lại win rồi, lại win rồi. Thật là. Ôi trời. Thôi bây giờ bạn bắn A-dup nha bạn. Mình có chơi BG ấy. A-dup mình bắn hơi bị ghê luôn quá. Nó là nhức nách luôn ấy. Ok. Để mình sẽ nhảy vào nhà đây mình kê bọn nó ha. Tụi này chết với anh rồi. Đây 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 đây. Ok. Thạch khối hả, thạch khối cho anh. Rồi đây đây đây. Có bé, ai 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 ai. Không vô đầu các bạn. Cứu đồng đội. Ây da. Đây nó trên lầu 2 lầu. Chết rồi chị. 150 máu nữa các bạn. 150 máu luôn. Không có vô đầu được các bạn. Trời, thằng này đứng hiu máu không không có bắn gì hết trơn vậy. Trời chết nữa các bạn. Trời ơi, tìm chết hết rồi, còn mình tôi vậy trời. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, xong xong rồi. Hết máu heal rồi các bạn. Hai thằng ke tôi luôn rồi. Giờ sao ta? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đây này, đi xuống này bắn nó, bắn lật hướng các bạn. Mày á. Trời ơi. Này. Nhường nhường các bạn. Bây giờ dạng này mình nhường các bạn. Ok ok. Nãy giờ tức lắm rồi á. Để anh, để anh, để anh. Mua tiếp cả đất rồi. Giờ tụi mày phải chết với anh thôi. Mấy bản đồ này, mấy bản đồ lạ không các bạn. Chưa chơi. Nhanh hết mất một nhịp các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Các bạn ơi. Chết mày nè. À, 150. Chết mày nè. Rồi, một thằng. Trong BG là mình bắn mà các bạn. Tại vì trong Free Fire này bây giờ nó chưa hiện ấm đỏ, mình không bắn được. À, không kịp bấm ngồi luôn các bạn. Ây da. Ủa. Ủa dưới này cũng có thằng được luôn các bạn. Ủa xuống dưới đó được luôn hả? Mình tưởng chỉ ở trên này thôi. Ui trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi trời. Này chắc xin bản nhạc cho anh này ngắm trời, nhắm răng quá trời. Quyên tem đi bắn mà giờ anh ngắm trời trời. Ây da, chưa quên. Ây da, chưa quên. Chưa quên ngắm xong rồi hả? Chưa quên, chưa quên. Chưa quên không chết luôn các bạn. Ây da, chưa quên như một thằng áo luôn các bạn ạ. Ây da. Chưa quên như một thằng áo luôn. Chết rồi mọi người. Ok, thì dạng này mình sẽ mua một cái giáp ha. Đó. Ok. Bọn mày chết cho tao. Dạng này anh sẽ phục thù được. Không để cho tụi nó thắng được các bạn ạ. Nó tụi nó lật kèo các bạn. Còn một round nữa tụi nó thắng rồi. Không thể nào được. Đây. Tụi mày chết với tao. Nubakachi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn các bạn. Chết. Rồi xong. Một anh ra đi tìm đường cứu nước rồi các bạn. Mình ném bơm cho chết nó nè. Bùm. Hơi chậm mà. Chạy lên thôi. Ây da. Có người dưới đây. Ba đứa luôn. Không bắn được các bạn. Bên kia có thằng nữa.
Trời ơi, thằng công ty không thấy hả? Tại vì bắt cái khẩu gì đây nè, MB thì phải. Bắn xa rất là yếu. À, đó, có thằng đó. Yếu rồi. À, yếu. Để mình hiu máu các bạn. Yếu rồi các bạn ạ. Mà đem gì? Ủa? Nó hack cả các bạn. Ủa? Nó hack cả? Sao đâu ra nó chui ra bên kia vậy? Ủa? Sao nó biến cái rụp mất tiêu tự nhiên nó lòi đầu ra bên kia các bạn? Gì ghê trời. Gì ghê. Thất bại các bạn. Xẹt. Bật hack. Dở các bạn. Bây giờ mình đã bật hack rồi các bạn. Nhãn này mình sẽ gỡ lại những gì đã mất các bạn. Trời ơi, dạng trước nó ghê quá rồi. Rồi, dạng này để anh. Bản đồ này hơi lạ. Nhưng mà mình sẽ cân tem được. Dạng này anh em cứ đợi nó. Tôi cân được. Ha ha. Thằng này muốn chết. Mày. Yếu rồi nè. Còn thằng bên này nữa các bạn. Ây da. Chào chị bắn đít em. Này gì sư tỷ à. Thiệt là ác độc đó mà. Cảm ơn đồng đội. Bắn chết mẹ sư tỷ này. Ây da. Thiệt là ác độc. Nhảy vô. Ây trời ơi. Nhất nát. Help me. Và nãy nhiều đứa quá đùng muốn ỉa quần các bạn á. Để mình hiu máu cái các bạn. Ây da, rồi. Trời ơi, tem chết hết luôn rồi. Để tôi cân tem. Mọi người đứng đó. Để cứu thằng đồng. Ây da. Không cứu kịp luôn rồi. Đây. Mày chết với tao rồi. Triple kill. Dính bẫy rồi các bạn ạ. Mình bị dính bẫy rồi các bạn. Không, sao. Thả con tép mắt con tôm đó mà. Round này mình sẽ không có mua súng đâu. Để dành tiền để ra sau nếu có thua á thì mình sẽ mua sau nha các bạn. Chứ tại vì round này mình mua súng á phí tiền luôn, mà round này tại vì người ta thắng á, người ta sẽ có nhiều tiền hơn mình nên mua súng xịn hơn á. Mà bây giờ mình mua súng yếu hơn thì mình bắn phần trăm cao là thua. Đó. Cho nên mình để dành tiền. Đó, lát mình sẽ mua súng sau. Chiến thuật các bạn. Tôi tính hết rồi. Anh em cứ đứng nhìn đi, coi phim này Tuấn gánh tem. Có thằng ở đây bạn. Nó chổng cái mông thấy ghét quá đi. Bắn nó. Bắn vô đít nó. Dạ, bên này có nhiều thằng quá bạn. Tiếng súng âm xung quanh luôn các bạn ạ. Trong nhà có thằng nữa, ở ngoài một thằng, ở trong một thằng. Là hai thằng bên này các bạn. Bên này cũng có một thằng. À đây. Mày dám giết con tôi. Chết mày đi. Chết. Rồi, cái súng lục yếu quá các bạn. Bây giờ mình rỉ máu hơn. Ok. Rồi thằng này. Thì mình không có súng bắn các bạn. Rồi còn thằng bên hình như còn có một thằng này đó các bạn. Để em chơi nó. Bây giờ bắn nó cũng hơi nhiều thì phải. Nó yếu máu của mình các bạn. Đó, yếu. Trúng đầu rồi. Để mình công nó luôn các bạn. Để mình công nó các bạn. Ủa con hai thằng hả? Trời.
Mình tưởng còn thằng, tại vì mình bắn trăm mấy máu rồi mình xuống mình chơi nó luôn cho nó. Trời ơi. Thôi không sao không sao. Tại dạng này mình sẽ mua cây súng nhắm với lại cây UMB nha mày. Còn cây nắm nữa. Dạng này mình sẽ chơi. Mình tức lắm rồi đó. Giờ mình bật hack nè các bạn. Bây giờ mình bật hack nè. Tại nãy wifi lắc. Chế độ hack chưa kịp bật. Ok, chết mày với tao. Chắc chắn gì có thằng vào đây. Mày một thằng. Gạt luôn các bạn. Lồi ok, một em. Công lên các bạn ơi. Mama. Công lên luôn ha. Công lên luôn. À. Khoảng trăm mấy máu rồi các bạn. Để mình heal máu một cái. Ok, đút cái đầu. À, hình như thằng bồ mình giết rồi các bạn. Lút xác nhỏ này cho. Mẹ. Bắn tao. Ui, quá trời con keo các bạn. Để mình đút. Có gì dạng sau ấy cũng được. Đâu ta? Chưa thấy luôn. Ok, giờ mình sẽ lên trên này đi. Không biết có ai không nữa. Phải lên hơi ẩu. Đâu ta? Không thấy luôn. Rồi để mình nhảy ra. Ở đâu ta? Hình như còn một hai thằng gì nữa. Nãy chết hai thằng đúng không? Vậy chắc còn hai thằng. Ở đâu ta? Nó ném bơm kìa. Ủa cái này. À bơm. Để mình lên trên cao coi. Ú bo. Mày bắn rồi tao. Ở đâu ta? Ủa nó ở đâu trời? Mình chưa thấy rõ. Rồi tay phèm giết rồi. Double kill. Không ăn được mạng nha ông sao. Rồi các bạn. Này mình ngu giáp. Cái giáp nữa được. Bơm. Ok. Mình cũng không biết súng nào mạnh nữa. Giờ các bạn biết súng nào mạnh mà chơi tới độ tự chiến dễ xài, các bạn comment bên dưới ha. Để mình rút kinh nghiệm mình chơi trong mấy ván sau là gì. Hôm nay mình cũng là tập chơi thôi các bạn. Mới chơi đây à. Đây có thằng đây. Ủa nó bắn. Nó ngã đớp hả bạn. Cứu anh ơi. Anh ơi trần nhà ơi. Cứu em. Cứu Trung Miên à. Chết mẹ luôn rồi. Ây da. Anh cũng chết luôn rồi. Thôi sao. Help me. Có mình anh sống gần ngày mà anh cũng chết luôn. Không sao các bạn. Các bạn cứ bình tĩnh. 31 chưa thành vấn đề. 30 chưa phải là Tết mà các bạn. Thì dáng này mình sẽ gỡ gạt lại hết tất cả nha. Mình nóng lắm rồi đó. Ok. Gỡ gạt lại hết. Dám bắn mình. Ây da. Mình sẽ kê nó nha bạn. Ôi. Tem chia ra mỗi đứa một hướng. Đúng rồi. Ok. Perfect. Ây da. Có thằng chết rồi bạn. First blood. Mình chạy qua này ha. Chạy qua bên thằng kia. À. Ủa nhảy qua được hả? À vậy hèn gì. Em muốn bơi, muốn lên bán cơ. Chết rồi. Ây da. Double kill. Lại loot xác này
anh em cứ để tôi cần tìm cho nè. Ủa chiến thắng đúng rồi. Thấy chưa. Tôi lo được các bạn ạ. Các bạn không cần lo. Ok. Đây. Cái này đổi cây MB quá. Đổi không ta? Chắc thôi. Để thâm sinh xài chắc cũng được. Chỗ này bắn lý tưởng nè các bạn. Chết. Ây da. Thì mình chưa quen cái máy nút bấm ở đây nữa. Không quen xài gì không. Ok một thằng. Có thằng bắn đúp. First blood. Tại có một thằng bắn mày. Vũ ra. Ui. Hiệu máu ra. Ok. À nó chết rồi. Help me. À, không dính luôn. Ok. Chạy ra đằng sau nè mày. Thằng áo cam nó lên thì chắc chắn nó chạy ra đằng sau nè mày. Nó chạy ra đằng sau nè. Đó. Đó thấy không. Thì bên này có một thằng tụi nó bọc. Nó móc đít chứ. Thì đây là nó ha. Ok. Dạng này tôi sẽ lên thẳng trên nhà. Tôi sẽ cam nó luôn. Ok, đổi cây MB. Hồi giáp, mua cái tăng giáp rồi. Để có gì hư mình sửa rồi. Cho nào chạy lên không? Không có rồi. Mình có chơi dở các bạn thông cảm nha, tại cũng mới chơi ở đây à. Cũng tập chơi thôi. Mới chơi tầm lúc sáng các bạn. Để mình coi bên này có ai không. Không có. À, có đứa canh à. Để mình coi có đứa nào không. Thế á. Cứu được. Help me. First blood. Thiệt tình luôn trời. Đứng ở đấy hơi ẩu. Đứng này cho an toàn. Canh coi có đứa nào lên thì mình bắn nó luôn. Ra quyết định các bạn. Đây có hàng ở đây nè. Nhảy nó không kịp rồi, không được rồi. Lên đi con. Mình còn một thằng. Chạy xuống. Ok, mình cũng chạy xuống luôn nha các bạn. Hơi rung tay các bạn ạ. Nó bọc nó sẽ bọc bên này. Chắc chắn bên tụi nó sẽ đứng bên phải nha mày. Chết một đứa rồi. Để mình gài đạn cái. Đứa nữa. Chết rồi. À đây, bên này. Một thằng. Nó cứ dính với thằng. Thằng gài đạn các bạn. Nó bị chặn rồi các bạn. À nó nhảy vô nhà. Ném bơm rồi. Coi nó ở ngoài không. Rồi chạy qua đây. À nó nhảy. Ok tôi đã bắt hết thằng cao. Nếu như các bạn thấy hay như vậy comment like và thì mình sẽ ra những video hay hơn ha. Chào các bạn nha.